Phạm Hương khóa Facebook, nói lời khó hiểu trước bão yêu đại gia U50 có con riêng. Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ khóa trang cá nhân của mình và chọn làm người tử tế trước ồn ào yêu đại gia U50 có hai con riêng. Trong mấy ngày qua, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin trái chiều về Hoa hậu Phạm Hương. Cụ thể, đó là những lời đồn đoán về người yêu đại gia U50 của cô có tên là Bobby Trần, cũng như việc cô bị đồn là người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm giữa người đàn ông này với người đẹp Giáng Ngọc. Ngay lập tức, cộng đồng mạng dậy sóng và bắt đầu tranh cãi dữ dội. Nếu như một số người bênh vực Phạm Hương vì cho rằng thông tin chưa được kiểm chứng, thì một số khác lại cho rằng không có lửa làm sao có khói. Trước những ồn ào không hay về mình, Hoa hậu Phạm Hương một mực giữ im lặng và người đẹp Hải Phòng đã khóa trang cá nhân. Tuy nhiên, cô vẫn sử dụng Instagram. Cuối cùng, Hoa hậu Việt Nam lên tiếng khẳng định bằng một dòng story với nội dung khá khó hiểu. Làm người, tôi chọn là người tử tế. Trước đó, một trang fanpage chuyên bàn về các vấn đề liên quan đến showbiz bất ngờ đăng tải thông tin Hoa hậu Phạm Hương đang hẹn hò với một đại gia nổi tiếng. Theo đó, cả hai bị fan bắt gặp tình tứ đi với nhau tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, quê hương của người đẹp. Được biết, người đàn ông này là Bobby Trần Phước. Anh là CEO có tiếng của công ty xuất nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á, cũng như các dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng trên thế giới và kiêm luôn đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Ngoài ra, người đàn ông này còn là một nhân vật có tiếng trên thương trường. Bobby Phước Trần là một doanh nhân thành đạt, là một đại gia sở hữu khối tài sản rất lớn trong và ngoài nước. Anh nhiều lần được nhận giải thưởng doanh nhân phong cách và thành đạt trong nhiều năm nhờ những cống hiến và nỗ lực trong ngành kinh doanh xuất nhập khẩu của mình. Bạn trai tin đồn của Hoa hậu Phạm Hương cũng từng trải qua một đời vợ và hiện tại anh đang làm bố đơn thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.